Chào tất cả các bạn. Bây giờ mình lại tiếp tục với bài tiếp theo, bài số 12. Hàm constructor và phạm vi các biến trong lớp. Ở bài trước, bài số 11, tôi đã giới thiệu với các bạn với hai hàm đặc biệt, đó là hàm get và hàm set, và tính năng sử dụng như thế nào. Thì tôi nhắc qua lại ở bài trước, chúng ta có một mảng rỗng để nó nhận dữ liệu từ bên ngoài vào. Sau đó trong hàm get, tôi so sánh nếu tồn tại cái key của mảng, của từng phần tử trong mảng nhá. Bởi vì là mỗi một phần tử của mảng nó gồm có khóa key của nó. Thế thì với so sánh với key là truyền vào mà nó bằng data, bằng zip data, thì nó sẽ trả về cho chúng ta một dữ liệu, đó là lấy về hàm get này. Đấy. Còn nếu không thì chúng ta nói là không tồn tại dữ liệu. Hàm set của chúng ta thì nếu giá trị set mà khác null. Đấy. Nếu giá trị của cái value này được truyền vào khác null thì nó sẽ trả về cho chúng ta là đã đặt cái bảng này, là mỗi một phần tử được đặt vào, đầu tiên nó rỗng, khi mà ta gọi ra thì nó bằng này. Đấy. Và đây khi ra ngoài thì chúng ta sẽ có đối tượng được khởi tạo là m bằng new test, và chúng ta sẽ cho cái thuộc tính là một cái dòng bất kỳ, nghĩa là thuộc tính được khai sau bất kỳ. Thế thì các bạn nhớ cái dạng này cho tôi một lần. Bây giờ chúng ta lại sang đến bài số tiếp theo, là bài số 12. Ở bài số 12 này thì tôi giới thiệu các bạn là hàm constructor. Và các biến tĩnh. Đó. Thì ở bài này chúng ta cũng sẽ xây dựng một lớp như sau. Đó. Tôi gọi lớp này là lớp base, nghĩa là lớp đầu ấy. Đó. Tôi gọi như thế cũng được, và các bạn gọi là lớp ban đầu được, hay lớp gì cũng được, tên cái tên không quan trọng. Thế thì ở đây tôi sẽ có là public, hay là chúng tôi có một cái hàm scones p bằng 3.14. Rồi, phần tiếp theo tôi có một cái này là gọi là public static, gọi là tôi lấy là bán kính, bán kính nhá, bán kính, bán kính tôi khởi tạo là bằng không, bán kính tôi khởi tạo bằng không. Thế thì lúc này các bạn nhìn thấy này, tôi sẽ gọi ra bên ngoài, tôi sẽ tính chu vi. Chu vi là bằng 2πr đúng không? Diện tích thì là πr bình phương. Vậy thì tôi sẽ khởi tạo như sau. Tôi đặt như sau này. Echo diện tích là chu vi là chu vi hình tròn là đấy. Rồi bây giờ tôi sẽ tính ở đây này bằng 2πr. Đấy, tôi sẽ bằng số 2 tôi nhân với bay. Đấy, bay này các bạn chú ý nhá. Lúc này chúng ta phải là 4 chấm mà 2π chúng ta là đây, đúng không? Nhân với R nhân với bán kính đấy, tôi cũng là bay bán kính. Đấy. Rồi trên này thì tôi sẽ cho tôi phải ấy là base
2 chấm bán kính bằng 10. Các bạn chú ý nhá, bán kính bằng 10. Thì tại sao ta lại không có từ khóa new ở đây? Bởi vì tính ấy thì nó là một biến 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 cố định rồi, nó giống như các biến thông thường. Nếu mà chúng ta viết lớp kiểu này thì nó sẽ không gọi là hướng đối tượng, và đối tượng chẳng có đối tượng nào sinh ra đây cả. Đấy, nó sẽ không có một đối tượng nào sinh ra cả. À, và tôi làm thế này, tôi ghi là chu vi bằng. Đấy, tôi bằng cái này nhá, copy cái dòng này lên. Và tôi xóa đây, thay vì thế tôi xóa đây, ghi là chu vi. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn nhá. Các bạn nhìn thấy này, ở đây tôi sử dụng hai cái từ khóa, đó là static và const, là hằng ở bên trong. Thế thì khi mà chúng ta gọi riêng ra thì chúng ta phải gọi như này. Đấy, 4 chấm nhá, 4 chấm. Rồi bây giờ tôi sẽ cho nó chạy debug cái này. Đấy, chắc chắn là lần đầu tiên sẽ nó sẽ không chạy, bởi vì tại sao? Chỗ này nó là ta phải thay khai báo lại. Tôi cho vào run đây. À, tôi chạy này. À, constructor và biến. Ôi tên của nó dài quá. Đây, tôi cho này lại nhé. Rồi, ok, tôi apply. Rồi, bây giờ tôi chạy. Đúng ở chỗ này. Rồi để tôi đặt tên lại, tôi đặt tên lại cái này cho nó dễ. Rồi tôi save as. Đấy, tôi đặt là biến tính. Chấm PHP. Đó. Rồi bây giờ tôi chạy. À, tôi cho nó một cái mặc định về đường dẫn đã. Và đây tôi cho này vào đây. Rồi tôi sẽ chạy biến tính. Biến tính à. Không chỉ định fix to edit configuration. Rồi tôi sẽ chạy. Rồi tôi copy hết cái này lại. Copy. Rồi tôi tắt này đi. Tôi tạo ra một cái biến mới. Cái mới. New. PHP. Biến tính 1 đi. Ok. Tôi đổi lại đó. Rồi tôi đổi lại bên trong đây. Localhost. Đấy, chu vi hình bên trong là 62.8. Vậy qua cái bài này các bạn biết là khi mà chúng ta tính cái gì đấy thì chúng ta sẽ tính theo kiểu này. Và bây giờ các bạn nhìn thấy tôi sử dụng hàm public bên trong là function public
static function chu vi. Đấy. Thì lúc này tôi sẽ phải có là return, đúng không? Hi. Đấy. Rồi tôi viết thế nào? Đây là các bạn nhìn nhá, ở phần trước là chúng ta đưa ra ngoài như này. Thế còn bây giờ chúng ta phải là sell. Đấy, nhớ chưa các bạn? Nhớ chưa? Đấy. À, hai p này. Rồi. Error tiếp này. Sell bán kính này. Đấy. Và đây thì chúng ta biết là ở đây chúng ta sẽ cho cái này là sell bán kính bằng mấy nhỉ? Bằng 10. Rồi. Thì bây giờ ở ngoài này chúng ta gọi cái hàm này ra mà phát thì phải gọi như này. Tôi xóa đi nhá, các bạn theo dõi phần trước rồi. Echo bán kính là. Đấy. Lúc này chúng ta sẽ chấm ở đây. À, chúng ta sẽ base. Đấy. Và chúng ta ghi chu vi. À. Bạn chú ý nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ chạy này. Tất cả những cái này ở trong nâng cao của chúng ta đều sử dụng từ khóa khi có lớp, khi mà có biến static và biến pi này là đều chúng ta đều phải dùng như thế. Và bây giờ tôi sẽ cho chạy. Rồi, đúng không? Rồi các bạn lại nhìn thấy nó lại bị này. Rồi. Bây giờ tôi sẽ chạy như này. Rồi, tôi thay lại nhá. Rồi. Mỗi một lần set này. Rồi. Các bạn theo dõi cho nó dễ. Apply. À. Đây là biến tĩnh 1 đúng không? Rồi. Tôi đặt lại này. Run. Các bạn dùng cái khác cũng được. Run. Ok. Đấy. Vẫn là kết quả như vậy đúng không? Thế thì qua bài này, phần này thì chúng ta nhìn thấy là cách sử dụng static và const. Các bạn chú ý nhá, hàm cũng vậy. Khi đưa ra chúng ta không cần phải đặt từ khóa new, mà chúng ta gọi luôn tên lớp và bốn cái này. Thì cái thực sự cái việc này nó khác, chẳng khác gì là cái biến thông thường thôi. Thế nhưng mà trong đây thì chúng ta sẽ thấy là giới hạn của static và cell thì static và cons được thực hiện như này. Mẫu bài này thì nó tuy nhỏ nhưng mà nếu mà chúng ta phình nó to ra lớn thì chúng ta thấy là việc này rất là đúng đắn. Vậy thì qua bài này các bạn sẽ hiểu cách sử dụng call và static được hai cách, một cách là tính bên ngoài và tính bên trong thì chúng ta đều có thể áp dụng được. Xin chào các bạn, là bây giờ là hết cái phần này. Thì bài số 13 tôi sẽ trình bày rõ về constructor và lớp kế thừa vân vân. Bây giờ và sau đó thì chúng ta tiến đến là MVC. Đó là truy xuất dữ liệu, truy vấn dữ liệu và đưa ra điều khiển như thế nào, đưa ra view ra như thế nào. Các bạn chú ý là giới thiệu các bạn khác xem video của tôi và đăng ký kênh cho tôi. Mặc dù là tôi thì thực sự cũng không phải là người giỏi điêu luyện lắm, nhưng mà tôi bằng những cái gì hiểu biết nhất thì chất lọc nhất thì tôi sẽ đưa ra cho các bạn. Đấy. Thì để chúng ta nhìn thấy là tuy là nhỏ nhưng mà nó lại là một kiến thức lớn để các bạn có thể áp dụng được trong tương lai. Xin chào các bạn.